ngày 22 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri liên quan đến các vấn đề lớn mang tầm quốc gia, thành phố và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống. Trước gợi mở của Chủ tịch nước, cử tri quận 10 đã bày tỏ rất nhiều ý kiến tâm huyết, những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân ở khu phố. Trong đó, nhiều kiến nghị liên quan đến các nội dung đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, quản lý sử dụng tài sản công, xây mới, cải tạo chung cư cũ xuống cấp, an ninh, kinh tế, năng lượng, môi trường, lương thực. Đi vào từng ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng có trách nhiệm có liên quan của quận 10 và thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu, xác minh, kiểm tra và giải quyết các kiến nghị phản ánh của cử tri. Đồng thời đề nghị thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giải quyết tốt hơn các vấn đề liên quan đến ngập nước, ùn tắc giao thông, môi trường, an ninh trật tự mà cử tri phản ánh. Cùng với đó tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng ổn định việc làm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là trong việc giải ngân vốn đầu tư công, thông qua việc nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức các sở ban ngành địa phương. Theo Chủ tịch nước, thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triển được cần phải chủ động có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó chủ động đề xuất với Trung ương có những biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện tốt hơn nữa để ổn định thị trường tài chính, bất động sản, thị trường xăng dầu. Tập trung nguồn lực tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công liên quan các dự án lớn trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, quan tâm đến việc đầu tư nguồn lực các chế độ chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, hạn chế tình trạng nghỉ việc, bỏ việc. Đồng thời tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định, phục hồi phát triển và giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết nghị quyết 54 của Quốc hội để sớm có nghị quyết mới, tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển trong tình hình mới. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp.